ta bị bao vây kín cả hết rồi. Rất nhiều đồng đội của chúng ta đã ngã xuống. Bây giờ phải làm sao đây? Mọi người hãy bình tĩnh lại đi. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại nhiêu đây mà thôi. Phải cố gắng tìm cách thoát ra khỏi vòng quay, trở về báo cáo cho chúa tể, yêu cầu ông ấy gửi cứu viện tới đây. Thoát ra khỏi vòng quay bằng cách nào chứ? Bọn chúng trùng trùng điệp điệp xung quanh chúng ta. Chúng ta chỉ có thể ở đây chờ chết thôi. Không, không, chúng ta là những Speakerman quân đội dũng cảm nhất. Dù có chết, chúng ta cũng phải xông pha, không được hàng nhát. Nào, tất cả các anh em, mỗi người chia ra một hướng, phân tán sự truy đuổi của bọn chúng, tìm cách quay trở về thế giới của chúng ta. Chúng tôi biết rồi, chúng tôi biết rồi. Lên đường nào anh em. Có lẽ nơi đây vừa trải qua một trận chiến, xác của lũ kẻ thù chết rất nhiều. Có tiếng động, có tiếng động, bọn chúng lại kéo tới nữa rồi kìa. Gì nữa vậy? Chắc tiệt, hình như chỉ có một tên. Tao, vây bắt hắn lại. Là lũ kẻ thù, sao bọn chúng vẫn còn chứ? Chắc tiệt thật, mình không thể lùi bước được. Phải tiến qua khu vực này mới quay trở về thế giới Speakerman của mình. Mẹ kiếp, là Speakerman này to kẹt. Một mình ngươi dám xông pha một căn cứ của bọn ta à? Bao, báo thù cho những anh em đã bị bọn chúng giết. Tiến lên. Hay lắm, hay lắm. Các ngươi hãy lại đây, càng đông càng tốt. Ta sẽ liều mình mở ra con đường máu cho những đồng đội khác ta còn sống, để họ có thể quay trở về nhà. Hình như bọn chúng đã bị thương nặng. Hay lắm, mình thoát ra khỏi vòng quay rồi. Đây, đừng đi vội. Ngươi có phải là một Smith con mẹ này không? Hãy lại đây, lại đây với ta nào. Tiếc có kẻ nào nữa. Chết tiệt, ngươi muốn gì? Mau xuất hiện đi. Đừng sợ cậu bé. Ta không làm hại ngươi đâu. Ta là tổ tiên của loài Smith con mẹ, tức là tổ tiên của ngươi đây. Lại đây, hãy lại đây. Gì chứ? Không lẽ có Speakerman nào bị lũ quái vật ở đây giam giữ hay sao? Chết tiệt, thứ khổng lồ gì đây thế này? Ta đã bị phong ấn ở vùng đất này suốt mấy triệu năm rồi. Nhờ có cuộc chiến tranh lần này, đã là bay đi một mớ đất đá, khiến cơ thể ta lộ rõ ra. Ta thật không ngờ lại có thể gặp con cháu của mình là một Speakerman ở đây. Làm ơn giải phong ấn cho ta. Ông nói cái gì? Ông là tổ tiên của loài Speakerman? Không thể nào. Vì chúa tể tài tành Speakerman của tôi là gì của ông chứ? Có lẽ hắn là cháu. Không, hắn là chính. Cũng không phải. Lâu quá rồi ta không biết gọi như thế nào. Nhưng chính ta đã khai sinh ra loài Speakerman. Vậy ông là thủy tổ của loài Speakerman rồi. Ông có biết không, thế giới Speakerman của chúng ta đang bị lũ quái vật kinh tởm tấn công. Bọn chúng rất mạnh, bọn chúng còn có cả đội quân hùng dũng nữa. Loài Speakerman đang càng ngày càng bị bọn chúng diệt trừ. Đừng lo, chỉ cần giải phong ấn cho cái cơ thể bất tử của ta, ta sẽ giúp các ngươi xóa sạch bọn chúng. Hay quá, nhưng bằng cách nào đây? Hãy lại đây, ta cần một ít máu của ngươi, thì ta sẽ phá vỡ được phong ấn này. Gì chứ? Thôi được rồi. Tình ngu ngốc, ta phải cần cả xác thịt lẫn máu tươi của ngươi mới phá vỡ được cái phong ấn chết tiệt này. Cuối cùng ta đã tự do rồi, ta đã thoát được ra ngoài rồi. Bây giờ ta phải báo món nợ thù đó. Nhưng mà cơ thể ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, ta phải đi tìm cách trước đã. Cuối cùng đã quay về nhà rồi. Chúa tể ơi, chúa tể tài tần Speakerman ơi, đội quân của chúng ta tan tành hết rồi. Là chiến sĩ Speakerman trở về từ chiến trường à? Chết tiệt,
sao rồi? Tình hình sao rồi? Tàn tành là sao chứ? Bọn chúng đã bao quay và chiến sạch hết chúng tôi. Chỉ còn một mình tôi còn sống quay trở về đây. Không thể nào, không thể nào. Rõ ràng ta đã cho toàn bộ lực lượng Smith Command ra chiến trường. Tại sao lại vẫn thua bọn chúng chứ? Bọn chúng mạnh và hung tợn lắm. Đi tới đâu, ăn thịt loài Smith Command của chúng ta tới đó. Chưa hết, bọn chúng còn gọi thêm cứu viện gấp mấy lần nữa. Thì ra, căn cứ của loài Smith Command lại nằm ở cái nơi hẻo lánh nhỏ bé này. Các người thật khiến ta thất vọng. Cái gì thế này? Ngươi là kẻ nào? To gan dám xâm nhập vào căn cứ của loài Smith Command bọn ta? Hả? Ngươi cũng là một thái tành Smith Command? Ngươi đến đây muốn gì? Rốt cuộc ngươi lại? Tình hậu thế này, ngươi gặp tổ tiên của mình mà ngươi không biết chào hỏi, còn dám lớn tiếng với ta? Ta chính là thủy tổ của loài Smith Command. Còn các ngươi đúng là bọn vô dụng. Chỉ cái lũ quái vật tầm thường như thế mà đã khiến cho các ngươi sập mất đi thế giới này rồi. Ngươi câm mồm lại. Ngươi chưa từng chiến đấu với bọn chúng, sao dám chê bai bọn ta? Các ngươi đúng là những kẻ có mắt như mù, không biết nhìn ta là ai. Ta không những chiến đấu với bọn chúng mà ta còn đã xâm nhập vào trực tiếp căn cứ của bọn chúng, diệt trừ sạch sẽ bọn chúng. Không tên nào có thể thoát khỏi móng vuốt của ta. Không thể nào, không thể nào. Bọn chúng rất đông và chủ tế của bọn chúng rất to lớn. Làm sao một mình ngươi có thể chứ? Đúng là một lũ rác rưởi. Ta năm xưa một mình chiến đấu, thống trị cả đa vũ trụ. Vậy mà bây giờ đám hậu vệ của ta lại vô dụng đến như vậy. Nếu như ngươi không có thứ ta cần, ta sẽ hủy diệt cả hành tinh này từ lâu rồi. Chết tiệt, bọn ta có thứ gì mà ngươi cần đến? Đó chính là những giọt máu mà ta đã di truyền cho hậu thế các ngươi. Ta cần phải có nó để khôi phục lại cơ thể. Tài tành Smith Command kia, hãy lại đây để ta xé xác ngươi. Chết tiệt, tên xấu xa này. Thì là ngươi tới đây muốn giết chết chúa tể chúng ta. Anh em, bắt tiến lên. Không, thuộc hạ của ta. Chết tiệt, ta sẽ liều mạng với ngươi. Cuối cùng ta cũng được trở lại rồi. Báo món thù bị phong ấn đó. Tình hồn kiếp, ta phải bắt ngươi phải trả món nợ triệu năm này. Lũ vô dụng này, có nhiều đó mà các ngươi cũng chẳng làm nên trò trống gì. Uổng công ta đã nuôi dạy các ngươi nên người. Bây giờ các ngươi báo hiếu với ta như vậy à? Xin lỗi chủ nhân. Nhìn kìa chủ nhân, có kẻ nào dám Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Lâu rồi không gặp. Thủy tổ Titan Human, ngươi sao trông có vẻ ốm đi nhiều vậy? Ngươi nói gì chứ? Thủy tổ Human à? Có lẽ ngươi muốn nhắc tới tổ tiên của ta, nhưng mà đã chết từ rất lâu rồi. Ta một tí nữa thì quên mất. Đã mấy triệu năm trôi qua rồi, thì ngoài ta ra còn có kẻ nào có thể sống sót được chứ? Thì ra các ngươi chính là con cháu của hắn. Thật đáng buồn, tổ tiên của ngươi đã dám làm điều có lỗi với ta. Hắn giam cầm ta. Bây giờ ta phải chút giận lên hắn. Nhưng đáng tiếc, chỉ còn con cháu hắn còn sống mà thôi. Vậy thì ta sẽ giết sạch các ngươi để giống lời của hắn biến mất khỏi vũ trụ này. Ngô Kim, đó là chuyện năm xưa của ngươi với tổ tiên ta, thì liên quan gì tới bọn ta? Không, thuộc hạ của ta, sao ngươi giết bọn chúng chứ?
cha ăn mặn thì con phải khát nước, cha nợ nần thì con cái phải trả. Đó là quy luật do ta đặt ra. Tổ tiên ngươi nợ máu với ta thì bây giờ ta bắt ngươi phải trả.